Chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cho quý vị và các bạn cách sử dụng máy cắt chỉ thừa hai đầu do công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp truyền thông đất Việt sản xuất. Như chiếc máy này tôi đang sử dụng hướng dẫn cho các bạn là máy cắt chỉ thừa hai đầu. Đây là buồng chứa chỉ. Buồng chứa chỉ. Đây là tay cắt. Đây là tay cắt. Công tắc nguồn. Bộ điều khiển gió. Đây công tắc điều khiển bơm dầu. Đây đồng hồ đếm thời gian. Đây là bình chứa dầu dùng để bôi trơn lưỡi cắt. Trước khi chúng ta sử dụng máy cắt chỉ thừa hai đầu, chúng ta cần lưu ý những yếu tố sau. Thứ nhất, ta phải đổ đầy dầu. Đổ dầu vào bình chứa dầu. Sau đó, chúng ta bật công tắc nguồn tổng điện lên và điều khiển tốc độ gió về mức 0 là mức nhỏ nhất. Sau đó, ta cầm tay cắt hướng xuống dưới mặt đất, hướng trục xuống mặt đất và sau đó ấn nút bơm dầu. Khi ta bấm nút bơm dầu, để ý xem trên bề mặt lưỡi thấy có dầu nhỏ ra thì ta bắt đầu dừng bơm dầu. Và ta lấy vải lau sạch bề mặt của lưỡi cắt để tránh dầu bám vào chất liệu vải làm ảnh hưởng đến sản phẩm. Lưu ý, trong quá trình sử dụng máy, ta phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ lưỡi cắt. Ta tháo hai con ốc ở trên bề mặt lưỡi ra và vệ sinh sạch sẽ ở trong đường ống gió lưỡi cắt để tránh chỉ dư sẽ vướng lại và đọng lại làm tắc đầu hút của gió. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.